Tiệm tính năng ẩn số lượt like Theo thông báo mới nhất từ phía Instagram, mạng xã hội này sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm ẩn lượt like tại các quốc gia Australia, Brazil, Canada, Ireland, Ý, Nhật Bản và New Zealand Theo đó, những người theo dõi sẽ không thể nhìn thấy số lượt thích trên mỗi bức hình Video được đăng tải và chỉ có chủ tài khoản mới có thể nhìn thấy chúng Mạng xã hội có thể gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần của người dùng Đặc biệt là những người trẻ tuổi như cảm giác lo âu, cô đơn mất kết nối với thế giới bên ngoài và thậm chí là trầm cảm. Theo một nghiên cứu tại Anh năm 2017 chỉ ra rằng, trong năm mạng xã hội lớn nhất hiện nay, Instagram và Snapchat là mạng xã hội gây hại nhất đến sức khỏe tinh thần của người dùng trẻ, theo sau đó lần lượt là Facebook, Twitter và YouTube. Tính năng này đã được Instagram công bố tại hội nghị nhà phát triển F8 của Facebook vào hồi tháng 4, trong nỗ lực nhằm chống lại các nội dung mang tính bạo lực, bắt nạt trên không gian mạng vào đầu tháng 7 mạng xã hội này cũng giới thiệu công cụ mới được phát triển từ trí tuệ nhân tạo giúp thông báo cho người dùng biết khi bình luận của họ có dấu hiệu xúc phạm